Trời ơi, đã vậy còn làm như nghĩ đến Nguyệt nữa. Chán thật sự luôn. Chẳng làm được gì. Ôi chị mới tới hả? Mời chị ngồi. Cảm ơn Liễu. Hồi bữa nay nhìn chị xinh quá ha. Đúng rồi, có những chuyện mình cũng phải mở mang tầm mắt chứ. Tóc tay thì vẫn như cũ ha. Đây là gu của chị. À dạ. Nay chị có làm thêm mẻ bánh mới. Chị đem tới rồi sẵn tặng cho em ăn lấy Thảo. Là chị làm bánh cho sếp Trình hả? Đúng rồi. Em cảm ơn chị nha. À chị, không lẽ chị định làm bánh cho anh hoài vậy hả? Em có nghe nói là hồi trước đây là chị làm ở marketing đúng không? Sao chị không đi theo phụ sếp Trình đi chị? Thật ra thì hồi đầu chị cũng tính là vẫn đi làm. Nhưng mà anh Trình, anh không chịu. Anh nói là anh sợ chị cực khổ đó. Rồi anh còn đòi là thuê ô xin để mà ở nhà phụ việc với chị nữa. Nói chung là không có muốn chị đụng tay đụng chân vô bất cứ cái gì hết. Anh cưng chị á. Em nghĩ là thật sự là em không có ý chia rẽ, nhưng mà em thấy phụ nữ mình á cứ tin hết mực vào chồng mình, ủng hộ hết lòng với chồng mình, nó có thiệt thòi quá không chị? Ý em là thật ra thì chị không có dám ghen. Sao chị không dám ghen? Mình có vấn đề gì thì mình nói đi chị, chứ để ổng qua mặt chị rồi sao? Đúng. Chị cũng không biết là ảnh đang làm gì. Nếu như mà hằng ngày chị cứ phải suy nghĩ là ảnh đang làm gì, đang ở đâu, với ai, thì điều đó khiến cho chị mệt mỏi lắm, sẽ khổ sở lắm. Cho nên chị mới tự động viên chính bản thân của mình, tin tưởng ảnh tuyệt đối, tin hoàn toàn. Và như vậy nó khiến cho chị cảm thấy hạnh phúc hơn, bình yên hơn, điều đó tốt hơn. Dạ. À chị, em có một cách này tốt hơn cái cách của chị nữa. Tốt hơn? Đúng. Không, chị rành rồi, bây giờ chị coi sơ sơ là chị nhớ. Dễ mà, sở trường của chị. Hello Liễu. Anh. Sao em ở đây? Liễu nói với em là bên công ty của mình phòng marketing đang thiếu người, cho nên nhờ em tới để hỗ trợ. Cái em mới im để em tạo bất ngờ cho anh. Anh vui không? Vui muốn đứng tim luôn á. Đúng rồi. Tưởng đâu vô lộn phòng ở nhà mình không, hết hồn thấy vợ đây. Mà em kỳ quá, cái chuyện mà phòng nhân sự người ta thiếu người thì để người ta tuyển người, chứ mắc gì em vô đây. Cái công việc của em là ở nhà, nghỉ ngơi, vui chơi thôi, hiểu không? Tại vì em thấy cái vị trí này công ty mình đang cần, mà chị Vi là người giỏi lĩnh vực marketing nữa, nên bây giờ chị vô đây chỉ làm một công đôi chuyện gần chồng, hai vợ chồng gặp nhau vui quá trời. Mà chị lại không có bị ở nhà buồn, không nhớ nhung sếp vậy hay mà. Sếp vui không sếp? Không vui, ở nhà mới vui. Tại vì em vô đây là em phải nhún nhường, em phải làm việc theo lệnh của người khác, như vậy là không có tốt. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi vui chơi. Em thích mua sắm cái gì anh mua, thích đi đâu anh mua vé cho em đi. Mắc mớ gì phải vô đây làm chứ cho nó cực vậy? Thì em thích đi làm đó. Không có được, em phải ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức để đẻ con cho anh nữa, cho mẹ ẵm bồng nữa. Thì khi nào có thai thì tính sau, còn bây giờ chưa có thì cho em đi làm. Nha, anh cho em đi làm đi mà, em muốn đi làm. Muốn giữ vậy luôn hả? Trời, em thấy chị Vi về đây là quá hợp lý luôn. Tốt cho công ty mình nữa, đúng không chị? Đúng. Em sẽ cố gắng mà. Em nhắm làm việc được không? Dạ, làm việc được chứ, thoải mái. Em đang cảm thấy rất là háo hức khi chị Vi về công ty mình. Không, em liệt biểu nói được thôi, anh đồng ý cho em đi làm. Hay quá, em cảm ơn anh. Nhưng mà nói trước nha, nói trước nha. Đi làm là phải đứng ở vị trí là nhân viên, là sếp nói cái gì phải nghe, không có được cãi. Anh là anh không có thiên vị đâu đó nha. Em biết rồi, em cảm ơn anh, em cảm ơn chồng.
Mấy người làm cái trò gì vậy hả? Định cầm cái project rồi vẽ rách này đi gặp khách hàng hả? Bộ giỡn mặt hả? Làm trò cười hả? Có miệng tại sao không trả lời? Nhìn cái gì? Câm hết rồi hả? Xin lỗi anh. Em nói chuyện cho đàng hoàng. Xin lỗi ai? Xin lỗi sếp. Trả lời tại sao làm không được? Dạ thưa sếp, chị Vi mới nhận việc sáng nay, để em gọi anh Thái về. Tại anh Thái phụ trách cái project này từ đầu. Một khi mình đã làm là mình phải nắm hết công việc, chứ không có cái chuyện đổ thừa là từ đầu hay là khúc nào hết. Đã làm là phải làm cho được. Vô đây làm việc chứ đâu phải ngồi để coi xiếc đâu. Xin lỗi sếp, để em về làm lại. Tại sao làm lại? Bộ khó lắm hả? Tôi thuê các người vô đây làm cái gì? Nếu mà dễ thì tôi đã không làm rồi. Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô phải làm lại cái này cho tôi. Trong 2 giờ nữa cô phải nộp lại cho tôi. Em phản đối. Cái project này á, team marketing phải mất cả 1 tuần mới cho ra. Mà bây giờ kêu 2 tiếng như vậy á, là deadline như vậy em thấy là ép nhân viên mới quá. Tôi thuê mọi người về đây làm cái gì? Hả? Thuê về để cùng nhau làm việc, chứ không phải là thuê về để ngồi nhìn chàng nói chuyện cái đó với tôi. Dạ, sếp ơi, nhưng mà sếp bình tĩnh đi sếp. Sếp cho chị ấy thêm thời gian đi, chứ 2 tiếng không đủ đâu sếp ơi. Im, ở đây ai là sếp? 2 tiếng là 2 tiếng, làm không được, nghỉ việc. Thôi, chuyện này là lỗi của em. Để em làm. Còn ngồi đó. Là vợ của sếp á. Em không nói tôi tưởng cổ là vợ của em đó. Nói vợ? Tôi thấy em bình dịch nãy giờ dữ lắm nha. Em làm vậy là có ý đồ gì? Có mục đích riêng hả? Em có ý đồ á. Em muốn cho chị Vi hả, lúc nào cũng phải mạnh mẽ lên. Không có ở nhà rú rú trong bếp như vậy. Đi ra đường để thấy hả, chồng của mình hả, hết đi giễu cợt với người này, giễu cợt với người khác. Không coi vợ ra gì hết. Mẹ nha, tôi nói cho em biết nha. Cái vị trí mà em đang ngồi ngày hôm nay là do tôi thương em, tôi quý em, tôi cất nhắc em lên ngồi chỗ này. Bây giờ em không làm tốt thì thôi, em còn leo lên đầu lên cổ tôi, em ngồi vậy đó hả? Chuyện gia đình của tôi là tự tôi giải quyết, không cần em phải xen vô. Mà nè, tôi nói vậy thôi chứ nãy giờ tôi la em tôi cũng đau lòng. Em làm không được tôi cũng đau lòng, mà làm không được em buồn, em nghĩ tôi càng đau lòng hơn. Cho nên thôi, khả năng của em sai em cứ làm, làm tốt công việc của em được rồi, những phần còn lại để tôi lo cho. Em xin phép về phòng làm việc. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Project đâu em? Em thấy cái project này là đã được rồi. Anh đang kiếm chuyện để ép em nghỉ đúng không? Không có, anh đang nói chuyện công việc nghiêm túc với em mà. Em học marketing ở anh 2 năm, em thực tập ở Phố World 6 tháng. Em đủ hiểu biết để biết được rằng là cái project này nó đã hoàn hảo rồi, không cần thêm bớt hay là chỉnh sửa gì hết. Em ơi, anh thương em, anh yêu em là 100%. Cho nên trong công việc anh cũng muốn nó phải y như vậy. Anh không muốn có 1% rủi ro nào xảy ra hết. Không có rủi ro nào ở đây hết. Trời ơi, em đừng có như vậy mà. Nghe lời anh đi. Anh không bao giờ muốn làm em buồn, làm em tổn thương. Anh cũng không bao giờ muốn la em như là nhân viên của anh. Nhưng mà em làm sai như vậy á, nó sẽ nguy hiểm cho công ty lắm. Em không muốn làm con chim hoàng yến bị nhốt ở trong nhà, lúc nào cũng ở trong cái lồng của anh tạo ra. Anh làm ơn đi, anh cho em được bay ra ngoài làm việc được không? Đừng có kiếm cớ để đuổi em nữa. Em xin anh đó, xin anh đó. Thì em cũng phải hiểu cho anh. Anh là một người chồng biết yêu thương vợ của mình, không muốn vợ mình vất vả,
làm việc mệt mỏi, cho nên anh muốn em ở nhà hưởng thụ có cuộc sống êm ấm, ra đường làm chi cho nó cực khổ. Không, em muốn giống như Liễu. Liễu có gia đình nhưng mà Liễu vẫn ra ngoài và làm việc. Em cũng vậy, em cũng muốn đi làm. Hết chuyện rồi đi so sánh với Liễu. Để anh nói cho em nghe, chồng của Liễu là một người đàn ông nhu nhược, thất nghiệp. Còn anh là một người đàn ông có địa vị, có công ăn việc làm ổn định. Làm sao mà so sánh như vậy được? Nghe lời anh, đi về nhà đi. Nha. Thiệt không? Anh nói thiệt. Anh muốn em ở nhà là bởi vì anh thương em. Đúng rồi. Hay là anh đang muốn che giấu chuyện gì? Khuất tất. Không có chuyện gì khuất tất. Và anh muốn che giấu hết. Anh không có gì giấu em hết. Thôi bây giờ anh không có tranh luận với em nữa. Bây giờ em chỉ có phải đi về thôi. Để anh gọi taxi cho em về nha. Không có bàn cãi gì nữa. Đi đi. Vi. Mẹ. Con không phải đi đâu cả. Con cứ ở đây. Sao mẹ tới đây mà mẹ không báo cho con biết? Đây là công ty của mẹ. Mẹ phải báo với ai? À không. Ý con á là báo con để con tiếp đón mẹ mà. Dạ mẹ qua đây ngồi đi. Dạ mẹ ngồi đi mẹ. Thái độ của con như vậy là sao? Con làm cái điều gì khuất tất hay sao? Con đâu có làm gì sai trái đâu. Trình này, con lớn rồi, con đừng để cho mẹ phải nói nhiều nữa. Hôm nay mẹ đến đây là mẹ muốn bổ nhiệm Vi vào vị trí phó giám đốc công ty. Vi sẽ đại diện mẹ ở công ty này. Dạ không được đâu mẹ. Cái chức vụ trong công ty không phải là mình muốn giao cho ai là giao đâu. Cái công ty này một tay mẹ gầy dựng từ khi con mới chập chững biết đi. Mẹ biết nên làm thế nào con ạ. Còn con ấy, nếu con không làm được thì mẹ sẽ giao cho Vi và Liễu làm. Mẹ. Vi này. Dạ. Nếu con muốn đi làm thì con cứ đi làm. Con đi làm còn trông chừng nó nữa. Vì ngày xưa ấy, cha nó ấy, cũng nói với mẹ, yêu mẹ, thương mẹ, rồi cũng ra ngoài cặp bồ đó. Cha có nhưng mà con không có, con khác. Bác cảm ơn con đã nói thật cho bác biết. Mà con yên tâm, nó sẽ không làm gì được con đâu. Dạ. Từ giờ, bác sẽ trông chừng nó kỹ lưỡng hơn. Dạ. Con dìu dẫn bé Vi. Để cho nó mạnh mẽ hơn. Để còn trông chừng chồng nó. Để phòng chồng nó con ạ. Dạ. À con biết rồi. Ơi sao mấy chuyện này mẹ mình cũng biết được hay vậy ta.